cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Cựu bí thư Bắc Ninh bị cáo buộc nhận hối lộ 4 tỷ đồng, nhận 10 tỷ đồng của công ty AIC dưới dạng quà biếu, đã nộp lại toàn bộ số tiền này, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Viện Kiểm sát đề nghị mức án 4 đến 5 năm tù. Ngày 30 tháng 10, phiên tòa xét xử cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cùng 12 bị cáo kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang tranh tụng. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa công bố bản luận tội đề nghị mức án đối với các bị cáo. Viện Kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 4 tỷ đồng và đề nghị 48 đến 60 tháng tù, 4 đến 5 năm tù. Cựu chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh bị đề nghị 36 đến 42 tháng tù với cáo buộc nhận hối lộ 2 tỷ đồng. Cùng tội danh trên, các ông Nguyễn Hạnh Trung, cựu phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bị đề nghị 24 đến 30 tháng. Trần Văn Tuyên, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế tỉnh Bắc Ninh, bị đề nghị 42 đến 48 tháng tù. Viện Kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Văn Nhường, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đề nghị từ 24 đến 30 tháng tù. Cựu chủ tịch công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị mức án cao nhất trong vụ án, bị đề nghị từ 12 đến 13 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp 3 bản án trước đó, bà Nhàn bị buộc chấp hành hình phạt 30 năm tù. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nhấn mạnh bà Nhàn vẫn đang cố tình bỏ trốn dù bị truy nã quốc tế, chưa khắc phục hậu quả vụ án, không có tình tiết giảm nhẹ nên cần đề nghị mức hình phạt nghiêm khắc. Cấp dưới của bà Nhàn là Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc công ty AIC cũng đang bỏ trốn, bị đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù. Tổng hợp bản án 7 năm tù trước đó, Sơn bị đề nghị buộc chấp hành hình phạt từ 17 đến 18 năm tù. Bị cáo Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Hồng, bị đề nghị mức án 24 đến 30 tháng tù. Trong phần luận tội, đại diện cơ quan công tố đánh giá ông Chiến, ông Quỳnh từng là lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng chủ trương đúng đắn mua sắm thiết bị y tế để thống nhất phân chia 6 gói thầu cho nhóm Tổng Công ty Sông Hồng và Công ty AIC để trục lợi và gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Ngoài số tiền nhận hối lộ trên, cáo trạng của Viện Kiểm sát còn thể hiện trong suốt 6 năm cả hai cựu lãnh đạo Bắc Ninh được bà Nhàn biếu tiền đều vào các dịp lễ Tết. Trong đó, ông Chiến nhận 10 tỷ, ông Quỳnh nhận 8,1 tỷ. Quá trình điều tra, cả hai ông đã nộp lại số tiền này. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị bắt giữ số lượng lớn kim cương được vận chuyển trái phép qua biên giới. Theo đó, sáng ngày 23 tháng 10, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện PSH, quốc tịch Ấn Độ, nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam với biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra hành lý phát hiện, người này có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa là kim cương. Làm việc với cảnh sát, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi như trên. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định H vận chuyển trái phép hơn 700 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo, giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng. Cảnh sát nhận định hành vi của H có dấu hiệu phạm tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, được quy định tại Điều 189 Bộ Luật Hình sự. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát mở rộng điều tra truy xét. Liên quan vụ hơn 40 người vỡ mộng làm giàu xứ ngoại vì trò lừa của bà Mai 24 tuổi, ngày 30 tháng 10, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Nương 24 tuổi, ngụ ở huyện Vĩnh Thạnh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nương bị hàng chục người tố cáo đã chiếm đoạt tiền đặt cọc hợp đồng lao động thời vụ ở Hàn Quốc. Theo cơ quan công an, đầu năm 2023, Trần Thị Ngọc Nương do thiếu nợ nhiều, không có khả năng chi trả, nên đã nảy sinh ý định lừa đảo người khác để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Nương đã thuê một căn nhà tại gần cầu Trại Mai, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ và tự mở bảng hiệu kinh doanh với tên gọi là Ngọc Nương, vận chuyển hàng hóa quốc tế Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Mỹ, Úc, Nhật Bản. Đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đặt tên Nương Nương Trần Ngọc và tài khoản Zalo Nương Nương Mai Mối để đăng tải thông tin xuất khẩu lao động thời vụ. Ai có nhu cầu thì liên hệ với Nương qua mạng xã hội và điện thoại
rồi đến trực tiếp cơ sở của Nương để ký làm hợp đồng lao động thời vụ ở Hàn Quốc. Nương đặt ra gói, chọn gói của một hợp đồng là 42 triệu đồng đến 48 triệu đồng. Tiền đặt cọc trước là 50%, sau khi hoàn tất hồ sơ thì nhận đủ số tiền còn lại. Nương hứa hẹn từ 10 đến 20 ngày sẽ có kết quả. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nương không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt luôn số tiền đã nhận. Tất cả các hợp đồng mà Nương ký với bị hại đều do Nương tự soạn rồi ký với từng người mà không có công chứng, chứng thực gì. Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, Nương đã thực hiện hành vi lừa đảo của 132 bị hại với số tiền gần 3 tỷ đồng. Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Công an thành phố Cần Thơ thông báo bị hại trong vụ án của Trần Thị Ngọc Nương thì liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, địa chỉ số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thông tin cần thiết liên hệ điều tra viên Võ Hùng Lĩnh để được hướng dẫn giải quyết. Công an tỉnh An Giang vừa phát cảnh báo về việc lừa đảo, chia sẻ khuyến khích xem phim online và lôi kéo dụ dỗ học sinh sinh viên mở tài khoản ngân hàng. Thời gian gần đây, lợi dụng việc người dân, nhất là các em học sinh sinh viên, muốn xem phim miễn phí trên các trang web lậu, kẻ xấu đã lợi dụng các trang mạng này, đặc biệt là ứng dụng Telegram, để lừa người tham gia xem phim online và làm nhiệm vụ bình chọn để nhận tiền. Thực chất, đây là chiêu lừa đảo thao túng tâm lý, khiến nạn nhân liên tục chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. Hậu quả, nhiều người đã mất hàng chục triệu đồng. Với phương thức thủ đoạn tinh vi, thời gian đầu, kẻ lừa đảo dụ dỗ qua tin nhắn gửi link để nạn nhân xem và đánh giá phim. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, chúng sẽ trả luôn cho họ một khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin. Khi nạn nhân mất cảnh giác, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu họ nạp tiền để có thể nhận thêm nhiệm vụ. Sau khi nạp, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nạn nhân phải chuyển bù một khoản tiền lớn vài chục triệu đồng để được rút lại số tiền đã bỏ ra. Từ đó, nạn nhân bị thao túng, liên tục nạp thêm tiền để mong lấy lại số tiền đã mất. Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không kết bạn trên các nền tảng mạng xã hội, bấm vào đường link lạ theo yêu cầu, không cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, tham gia làm nhiệm vụ, kiểu việc nhẹ lương cao online, vì tất cả đều là lừa đảo. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh sinh viên cần cảnh giác thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ học sinh sinh viên mở tài khoản ngân hàng. Theo đó, các em học sinh sinh viên sẽ được các đối tượng đưa điện thoại có sẵn SIM để đăng ký mở tài khoản, thanh toán Internet Banking. Sau đó, các em được yêu cầu cung cấp thông tin trên tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực OTP, dữ liệu sinh trắc học, khuôn mặt để các đối tượng sử dụng xác minh danh tính khi có yêu cầu của ngân hàng. Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố. Cơ quan công an cảnh báo học sinh sinh viên không cho thuê bán tài khoản thanh toán Internet Banking. Hành vi nhận tiền từ các đối tượng nêu trên đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Nếu cho mượn, thuê, mua bán từ 1 đến 10 tài khoản sẽ bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Nếu thuê mượn, mua bán số lượng từ 10 tài khoản trở lên sẽ bị xử phạt từ 100 triệu đồng. Quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 10, điều 26 Nghị định 88/2019 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.